còn xem. Tiếp tục. À, máy bây giờ đang chuyển đi bến mới tắt. Cái máy gì có hơi bồ nổ một tức rồi. Tiếp chưa? Rồi còn bên đây thì cũng là máy của Việt Nam tự chế, máy này của chú cháu. Nó đang ủi ra luôn các bạn. Rồi vậy đây rồi. Uống nước luôn. Đây thì chạy 4T100 nha. Đi các bạn cái gọn khô luôn các bạn. Chuyển vậy là chuyển là đẳng hai máy chạy chung đó các bạn. Đang chui qua cầu. Nó đạp xe hoạt luôn. Wow. Đá cái đầu. Cái đầu gì mới tục khô nha. Hú ngày sướng lỗ tai trời. Ồ, tới đẳng này kìa các bạn. Đó lại đằng điểm đó là đằng đó đấy ha. Rồi chiếc máy anh Quẩn là tới đẳng trước rồi nè các bạn. Đó, bây giờ là đang quay để lên chỗ điểm đó đó. Vậy là hai phà lại đây lên luôn nha. Một cặp. Nó nghe nãy giờ mưa rồi đi xuống lại các bạn, rồi bây giờ hết mưa rồi giờ quay trở lên lại để đi cắt nha. Lên luôn. Mình ra lộ mình đứng đi. Là xe nó không dám chạy. Nó lật về cái hàm inox luôn nha các bạn. Hết hồn đỡ luôn á. Máy này bây giờ là phải nói là đỉnh cao của anh Quẩn. Rồi bây giờ anh cũng là xuất phát chạy lên trên các bạn.
đầu trên các bạn ơi, tại ảnh còn cù ở trên 6 công. Nói chung đi dàn chân đã 100 lẻ, bánh 100 lẻ mà giờ ảnh xe trượng diện thì phải nói là bao lầy. Cây anh Quẩn thì ra tuốt cánh đầu trên nha, còn cây mấy Việt Nam tự chế chạy 100 thì hình như chạy đầu trong. Đầu nước thấy mê luôn. Tiếp tục thấy lên nha bạn. Tiếp 95 các bạn, có dài cho cứ ghê hồn không? Tiếp tục máy cắt lên. Rồi cái này thì cũng là máy Việt Nam tự chế các bạn. Cái này thì chạy 4T nha. Hàm bằng hàm 95 á. Còn 2,5 m. Hết thời hạn chưa? Có bên xuồng luôn nha các bạn. Để tiếp 95 á. Trời cái mầm mày nắp luôn, ghê không? Máy này giờ là tải mầm mày nắp rồi đó các bạn. Máy này cũng là có ngày xưa mình quay thì nó đầu ngay nó cũng là có ben luôn nha các bạn. Chạy dàn chân là 95. Chạy bánh 995 đó các bạn. Các bạn để ý coi cái hà, cái háng nó rộng lắm rồi đâu, bởi cho nên nó đi lầy cũng giỏi lắm. Nó lội rồi nè các bạn, hết hồn. Rồi thêm nó cũng nhẹ sát nữa, nó nhẹ sát hơn Puta mà nó có cái bên sườn, bởi cho nên là nó đi lầy rất hay luôn. Nó xài xích tới bằng xích 95, bề ngang 5,5 m, bề dài nó 5-8 gai nha. Hiện tại xài hàm là 2,5 m luôn á, là bằng hàm 95 luôn. Mà nó chạy đầu 4T100 turbo các bạn. Ở cái 4 cái mà còn chứ. Không, cái đem bao qua đây kia ạ. Không biết đâu, tôi tưởng là hai cái máy ông đều xuống nữa. Rồi bây giờ hai máy ra ngoài chạy rồi các bạn ơi.
Ủa cái hơi gì nghe thấy ghê vậy. Máy này thì qua chạy bên đây. Ờ máy bị cái gì nghe sèn sèn. Hôm nay mình quay hàng độc mà. Rồi, tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Ây cha, rồi rồi. Cái đầu dưới nó hơi lúng. Hai ba lần nó dở đây. Bê bê đầu luôn. Nói chung máy anh quẩn chiếc này thì loại này cũng bao phê luôn nha các bạn. Tại vì ảnh lên xích 100 mà năng men sườn cũng cao lắm luôn. Bởi cho nên ảnh đi lại cũng khá hay luôn á, cây này. Hàm 2m7 nha. Bên xích thì bề ngang 5 tắc 75 á, gần 6 tắc lần á. Bằng xích 95 à, xài xích 105X luôn đó. Động cơ y cũ Yamaha 4T100 120 HP. Rồi hiện tại đang cắt ở đây thì nó nằm ở ngọc trúc các bạn, nằm gần ngọc trúc. Đặc biệt cái là cắt lúa nó là ngay thì chưa có khô hung nha, trời bữa nay mới có ẩm á, vẫn còn ẩm á, mới có hé nắng tí xíu, mưa 2-3 ngày nay luôn. Nhưng mà ở đây thì theo mình thấy thì máy cũng đậu nhiều lắm, đang chờ cắt các bạn mà không máy nào ra chạy, chỉ có máy anh quẩn á. Nhưng mà chạy vẫn đạt nha các bạn. Nói chung lúa thì vẫn còn đỏ luôn á. Nó chỉ khô gáo được cái bông nhẹ cái thôi các bạn. Còn lá ủ rồi này kia là còn ướt nhẹp hết luôn đó. Nhưng mà máy anh quẩn vẫn chạy đạt bình thường. Phải nói là có 102 luôn. Chạy rất đạt. Bóc cái nấm lúa là nó còn đỏ ao các bạn. Nó là ngay thì tại do mưa mấy ngày nay đó các bạn. Các bạn cũng biết rồi. Có nắng được đâu. Mới hé nắng được lúc 4 giờ rưỡi rồi. Mới hé nắng lên được tí xíu rồi chứ nắng ui ui chứ không được nắng gắt. Nhưng mà mấy anh vẫn ra đồng chạy. Lúa vẫn sạch vẫn đẹp. Không ra lúa luôn nha các bạn. Nó là tai nghe không bằng mắt thấy nha các bạn ơi. Cái này là thực tế luôn á. Nó còn cao luôn.
cột các bạn thấy không, thường thường lại là nó luôn ra ngay chỗ này, người đâu ra đâu. Tại cái gần ảnh chiếc này em chế nó rộng lắm các bạn, rộng mà lớn lắm luôn, gồm phải nói nó còn đóng cột luôn. Bạn giờ thấy gom là biết gom còn ướt rồi ha, còn chạy rất đạt. Nói giờ nói chung ở đây máy Kuta 103 rồi đậu lừ hết luôn, nhưng mà không có máy nào chạy nha, chỉ có máy anh vẫn chạy thôi. Phải nói là ok rất đạt. Một lam vậy là 11 bao 10 bao không có trời, một quận vô chạy ra chạy vô. Ở đây nhờ bà con người ta bơm nước nha các bạn ơi, bơm nước cũng còn xếp xếp á, cũng đỡ lắm, nguyên cái giặt đồng ở đây người ta bơm hết luôn, chứ nếu không bơm cũng giữ lắm nước luôn. Đồng ở đây là đồng sông cái các bạn, đồng lung á, cũng thấp lắm. Rồi nữa hả, là đi xịt cái mang hay xịt nhậu hả? Dạ cũng đây đấy, ông đang lấy ra đây. Trời ơi, nó đăng nó bán luôn đó thì sao, ăn thua gì đâu.